Thưa quý vị, thưa các bạn, các sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đến nay đã lan rộng tới nhiều địa phương trên cả nước. Thông qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, các sản phẩm này đã có mặt tại hệ thống phân phối hiện đại, các điểm bán hàng nông sản sạch và các chợ truyền thống. Theo thống kê, trong 10 năm qua đã có hơn 1.000 cuộc kết nối cung cầu được Bộ Công Thương cùng các sở công thương tổ chức. Trong đó có khoảng 60 cuộc kết nối cung cầu quy mô vùng và quốc gia với hàng ngàn hợp đồng tiêu thụ được ký kết, góp phần thúc đẩy tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống phân phối hiện đại lên hơn 90% và tại các chợ truyền thống lên hơn 60%. Năm 2019, các địa phương như Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, Hải Dương, Quảng Bình đã được lựa chọn hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và điểm bán hàng OCOP với tổng mức kinh phí hỗ trợ cho mỗi điểm là 200 triệu đồng một năm. Cùng với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các điểm giới thiệu và bán hàng OCOP cũng sẽ được triển khai vào những tháng cuối năm 2019. Chương trình khuyến khích phát triển mỗi xã phường sản phẩm nông thôn mới trong nông thôn mới. Hiện nay Bộ Công Thương đều đang tập trung phát triển. Thứ nhất là phát triển khuyến khích phát triển hàng hóa đặc trưng đặc sản vùng miền, cái mặt hàng có tiềm năng lợi thế của vùng miền để tổ chức hệ thống phân phối trên thị trường địa cũng như xuất khẩu, và không chỉ phát triển mặt hàng đâu mà khuyến khích phát triển thương nhân, phát triển và thu hút đầu tư đến các mặt hàng đặc sản của vùng miền. Với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết vùng miền, trao đổi hợp tác cung ứng tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, trong thời gian qua, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Quảng Trị đã triển khai nhiều chương trình hợp tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức phát triển thị trường, những sản phẩm đặc trưng của các tỉnh không chỉ được quảng bá, tiêu thụ tại các kênh phân phối truyền thống mà còn có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thực phẩm sạch, sàn thương mại điện tử. Tôi đánh giá rất là cao cái việc hỗ trợ của Trung tâm xúc tiến thương mại của Sở Công Thương trong các cái dịp đưa các cái sản phẩm của các cơ sở địa phương đến với các hội chợ. Bởi vì khi được đưa đi như vậy thì các cơ sở sản xuất nó có nhu cầu, nó có điều kiện để có thể là liên kết được với các cái nhà phân phối. Do đó cái sản phẩm là tiếp cận được đến cái thị trường trong nước được nhiều hơn. Đánh giá rất cao đối với cái sự kết nối cung cầu của Sở Công Thương đã tổ chức, tại vì nó mang cái tính là quy mô chuyên nghiệp và mục đích là cũng phát triển cộng đồng, tại vì là đằng sau một cái nhà sản xuất đó chính là mức sống của người dân được nâng cao. Lần mà tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp tham gia các cái kết nối cung cầu do Bộ Công Thương tổ chức thì thứ nhất là họ cần phải thay đổi như thế nào để hàng hóa họ tiếp cận được với thị trường. Thứ hai nữa thì họ đã được trực tiếp kết nối với các nhà phân phối, với các cái siêu thị lớn để đưa các cái hàng hóa của họ vào trong cái hệ thống siêu thị. Chúng tôi có rất nhiều mục đích. Thứ nhất là chúng tôi quảng bá được tất cả các sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái tại Hà Nội và tại cái địa bàn của tại trong cái siêu thị Bixi. Thế và qua cái việc quảng bá này thì chúng tôi cũng đã phối hợp được với Bixi để đưa được trước hết là 4 cái mặt hàng nông đặc sản của tỉnh Yên Bái, đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo các cái vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đưa vào tiêu thụ thường xuyên ở trong siêu thị Bixi. Góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, đại diện một số hệ thống phân phối lớn như Bixi hay các cửa hàng thực phẩm sạch cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà sản xuất, tăng cường hoạt động xúc tiến tại điểm bán để các sản phẩm OCOP được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng. Chúng tôi cũng rất là vinh hạnh được góp sức vào cái việc là quảng bá nông sản an toàn của các địa phương đến với người dân thủ đô nói riêng cũng như người dân các tỉnh lân cận nói chung. Và nhân cơ hội này thì rõ ràng là cái hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại, trong trường hợp này là 15 siêu thị Bixi của chúng tôi tại miền Bắc, đóng vai trò là giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng những cái nông sản an toàn, và như vậy nó cũng đóng vai trò là quảng bá truyền thông kích cầu và góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản an toàn Yên Bái nói riêng hoặc là nông sản của Việt Nam nói chung. Đầu tiên thì phải thay đổi về mặt tư duy, tức là chúng ta bán cho siêu thị nhưng cuối cùng siêu thị sẽ bán cho người tiêu dùng. Vì vậy cho nên thì nhà cung cấp phải suy nghĩ là làm sao tôi bán cho người tiêu dùng thông qua kênh phân phối là siêu thị. Vì vậy cho nên việc về mặt tư duy như thế thì chúng ta phải lắng nghe rất nhiều về ý kiến của người tiêu dùng, góp ý về mặt sản phẩm, từ khẩu vị, từ định mức, từ hình ảnh bao bì, từ tiền dùng. Từ đấy thì chúng ta sẽ cải thiện dần dần, thì tức là cái kênh thông tin giữa khách hàng và nhà sản xuất nó phải liên tục kết nối.
Bộ Công Thương cho biết để các sản phẩm OCOP có chỗ đứng vững chắc hơn và đến gần hơn với người tiêu dùng, thời gian tới, các địa phương cần có thêm các hình thức phối hợp, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh cải thiện mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm. Qua các chương trình kết nối, Bộ Công Thương sẽ phát huy vai trò là cầu nối để tạo điều kiện liên kết cho các sản phẩm địa phương trong cả nước nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ, quảng bá sản phẩm.